cái đó anh ta để dành cho con nít. Con với đi hái ăn quân là biến thành con quái vật, con ma, con cá luôn. Ồ ghê vậy đó hả? Rồi sao sao nữa? Nãy giờ anh kia quấn con quái vật chết queo á. Ồ anh kia quấn con quái vật chết queo rồi con sao? Là con quấn nhau là bạn em bé quấn nhau nữa. Trời ơi, có sao không? Sao? Rồi sao về rồi? Sao về rồi? Tại vì đang chơi cái bạn chính là không phải đuổi về mà cách xa thế giới, thằng Hiếu về luôn. Thằng Hiếu tại thấy quân nó làm gì rồi thì về. Hát miệng bự ra. Chuyện từ một đêm. Chuyện một vị khi hoang ở áo xạ đi khía trở lại khuyến mẹo đem xưa giờ tìm. Thì cây phút đó tôi tìm hồ một mình hồ á nào về một người hoa nọ về đêm. Hay quá. Khi hoang ở với một mình áo xạ đi khía trở lại khuyến mẹo đem xưa. Khi hoang nợ với một mình áo xạ đường khuya một ngày trời lay tiếng mẻo đêm xưa sọt hay một mình vì cây mất đá tới tiền ở một mình họ ả gặp được mình thuộc cái trắng chiên. Nha chuyện khi áo mở với một mình áo xạ được khuyến một người chờ thế ngã thì cây phút đó ta tìm hầu mình một mình người heo mà về đêm quá hay. Còn bé này